bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Tình Chúa thương cho lòng tôi rào rạt, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho tôi sẽ ngất ngây trong lòng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Ngày tháng năm tôi hằng mơ một điều, ngày với đêm tôi cầu xin thắm thiết, là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày còn phúc hơn ở trần gian mãi mãi, nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ơn phúc xuống cho tôi suốt đời. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Được Chúa ban ân tình thánh diệu vời, được sướng vui trong tình thương đắm đuối, xin Chúa suối lành và xin Chúa dẫn con đi đến cùng. Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la. Được tin cũng có Giuseppe qua đời, nên đoàn đa minh chúng tôi đến tri ân và cầu nguyện cho cụ. Sự ra đi của cụ để lại nơi gia đình tang quyến một nỗi buồn đau thương và mất mát. Nhưng sự sống không mất, nhưng chỉ đổi thay, vì chính khi mất đi là khi vui sống muôn đời. Và mỗi khi chúng ta nghĩ thương một người thân yêu đã thi hành sứ vụ của mình trên dư thế, để về với Thiên Chúa tình thương và linh hầu, là mỗi lần chúng ta xác tín hơn về con đường đức tin. Cùng có Giuse là ân nhân của liên đoàn, cũng đã đóng góp chia sẻ và để liên đoàn chúng tôi có phương tiện làm việc tông đồ bác ái. Giờ đây cũng đã ra đi, chúng tôi cũng có một số lễ vật xin gia đình đón nhận. Giờ đây xin gia đình hiệp ý cùng với liên đoàn chúng tôi dâng lên Thiên Chúa lời kinh nguyện, xin Thiên Chúa tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của thân phận con người để
sớm đưa cụ Giuse về hưởng nhan thánh Chúa. Xin cộng đoàn nguyện theo ơn nhân. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha của Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, nếu Thầy đi để dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Ngài. Anh chị em tin tưởng vào lòng từ bi nhân từ của Thiên Chúa, Đấng làm chủ sự sống, sự chết, và chính Chúa biết những ai thuộc về Chúa bằng tự tin và việc làm. Chúng ta cùng ca ngợi nguyện xin cho vị thân nhân của chúng. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tinh năng tay mà làm cho ông Giuse được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận ông Giuse vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính vì và mau Chúa mà được ơn phục sinh và được hoàn toàn cùng thành thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói: ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước đá thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Xin Chúa Cha công bồi hầu cho những vị ân nhân thánh thiêng cho linh hồn ông Giuse mà chúng con đang thương nhớ cầu nguyện, vì danh Chúa đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa ban thấy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa là nhân dân mừng khoan dung, hằng mong đợi cho mọi người đạt tới ơn cứu độ. Vui xin Chúa nhận lời đơn chính nữ Maria cùng toàn thể ca thánh chuyên cầu mà ban cho vị ân nhân của chúng con là ông Giuse được chung hưởng hạnh phúc ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nếu Chúa chắc tôi là ai rồi?
con trở về nơi thánh đức mẹ Chúa Trời. Xin chân che chở mọi lời chúng con về trong đơn gian nan thiếu thốn nước nơi đồng tri hiển vinh xa la. Giúp cho gia đình sớm vượt qua được mỗi buổi đau thương này.
Ở đây chúng tôi xin đọc thư phong lưu của xã Đặng Trác, kính mời gia đình ta kêu lắng nghe. Giáo phận Xuân Lộc, Minh Đoàn Giáo dân Nam Minh, Thượng Phân Đường, kính gửi ta quyến ông Xe Phạm Văn Kín, giáo sư Kiểu Sạc, giáo phận Xuân Lộc. Chúng tôi được đi đông du xe đang nghỉ trong chiếu. Cha Đảng Trách và Ban Phục vụ Minh Đoàn Giáo dân Nam Minh Giáo phận xin gửi đến quý vị lời thăm hỏi chân thành với niềm thân thiết vô hạn trước sự ra đi vĩnh viễn của một người thân trong tăng quyến và cũng là thân nhân của Minh Đoàn Giáo dân Nam Minh Giáo phận. Kính thưa quý vị, vì lòng yêu mến Chúa yêu mến Hầu Thánh, ông du xe đã hỗ trợ Minh Đoàn đất đất trong giáo phận có được điều kiện thuận lợi để sinh hoạt và thi hành sứ vụ công độ. Vì thế chúng ta có quyền tin tưởng rằng Chúa đã đón nhận vị ân nhân của chúng ta đây vào nơi được dọn sẵn từ họ làm lời. Với tâm tình tri ân, Cha Đặc Trách Minh Đoàn Giáo phận sẽ dâng lễ khẩn nguyện và ban phục vụ chúng tôi siêu văn báo để anh chị em giáo dân Nam Minh trong giáo phận cùng hiện thân cầu nguyện. Ngoài ra Cha Đặc Trách sẽ dâng thánh lễ hàng tháng và anh chị em trong Minh Đoàn Nam Minh có bổn phận cầu nguyện cho quý ân nhân còn sống cũng như đã qua đời, trong đó có linh hồn và du xe thân yêu của chúng ta. Nguyện xin Chúa là Cha giàu lòng xót thương sẽ đón nhận vị ân nhân của Minh Đoàn và hội nhan Thánh Chúa và hàng ba lớn nâng đỡ an ủi mọi người trong tăng quyến. Văn phòng Minh Đoàn Giáo phận ngày 23 tháng 11 năm 2022, thay mặt ban phục vụ trưởng ban ông Nguyễn Sơn Đào Văn Phan, Đặc Trách Minh Đoàn Giáo phận linh mục An Tôn Trần Bảo Hoàng OP đã ký. Ở đây chúng tôi xin kính gửi đến gia đình tăng quyến một lúc trước những lễ vật và bức thư thăm của Cha Đặc Trách, kính chào gia đình tăng quyến tâm lòng. Con yêu chúng con cũng ta kẻ có nợ chúng con.
của giáo phận Sơn Đồng và giáo phận hôm nay cũng như là giáo xứ Kẻ Sạn. Chính lúc hết đi là khi vui sống muôn đời. Qua lời kinh nguyện của Thánh Francisco đã khẳng định cho chúng ta một điều: chết chưa phải là đấy, mà khi chết là biến đổi thân xác từ bỏ cuộc sống đạo ở trần gian để về cùng với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Sự ra đi của ông Giuseppe sẽ để lại cho gia đình chúng ta quyến chúng tôi cũng nhiều đau thương mất mát. Giờ đây khi được tin của phó Giuseppe là người thân của gia đình chúng tôi, toàn thể quý vị đã tới đài Thiên Giang để chia buồn phân ưu cũng như dâng lời cầu nguyện cho cụ phó Giuseppe. Với nghĩa cử cao đẹp của quý vị, gia đình chúng tôi sẽ được vơi đi những đau thương mất mát, và đồng thời gia đình chúng tôi cũng tin chắc rằng sẽ được Thiên Chúa nhận lời và mau chóng đưa cụ phó Giuseppe về đường của nhà Thánh Chúa. Và giờ đây tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và xin Thiên Chúa trả công bảo hộ cho tất cả quý vị để quý vị có sức khỏe để có thể Thiên Chúa để tiếp tục làm việc công tốc độ để cứu vớt các linh hồn của gia đình chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Gần gần xa khổ chẳng
Thầy mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời đã cùng bà con phúc lành, mọi người nữ và Giêsu con lòng mà cùng phúc lành. Chúng con trong đời rất thân thương mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở có lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, đứng đứng đồng trên điện vinh sáng lang. Giêsu Maria Giuse con bên yêu, xin cứu đội lên hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con bên yêu, xin cứu đội lên hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse con bên yêu, xin cứu đội lên hồn Giuse. Maria mà ông Giuse đã kính tin trong đời.
để vào ban thưởng hạnh phúc cho mọi cha. Nay ông Giuse đã hoàn tất cuộc đời để về chung hưởng hạnh phúc trong nhà cha. Dù ông Giuse đã ra đi, nhưng những hình ảnh và quy sáng của ông vẫn ở lại, còn đọng mãi trong sự kỷ nhớ của mọi người. Mỗi khi nói về ông, với tấm chân tình, chúng con xin tiến biệt, xin Chúa nhớ đến những điều ông đã làm vì thương mến mà ban phần thưởng nước trời cho ông. Hiện giờ ông là ân nhân của giới hiền mẫu hạt mẫu nai. Nguyện xin Chúa nói thương mà ban phần thưởng nước trời cho ông. Xin tham kiến cùng với chúng tôi dâng lời kinh nguyện để xin nguyện xin lòng Chúa xót thương mà tha thứ mọi lỗi lầm cho ông. Xin mời ba vị bái lạy. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm vía hồn con và xuống cho con hồng ân chan chứa trao rồi cho Chúa như nguồn nước tràn hòa.
năm thứ biểu. Kính thưa quý vị đại diện giới hiền mẫu cảng phố hai, khi phụ phó du xe đã được Chúa gọi lời, đây là một cụ gia đình cộng hòa hồ nên cụ đã để lại cho gia đình ta những một sự buồn thấm mất mát mà thiết tưởng không gì có thể đáp được. Trong tâm điểm này là những người Kitô hữu như chúng ta luôn xác định rằng sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, và Thiên Chúa là đấng cai trị kẻ sống và kẻ chết. Trong niềm hy vọng tin tưởng kẻ chống hoa thác ở nơi này, hôm chiều hôm nay quý vị đã bị tình yêu thương bác ái thể hiện nghĩa cử cao đẹp, đã không quản ngại từ xa xa xôi thời gian cùng hy vọng tạm gác lại công việc cần thiết để đến với gia đình ta hiếu chúng tôi thân y chia sẻ nỗi mất mát và hiểu thông dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa là đứng trở lòng thương xót thương tha thứ họ với lòng khi còn sống và ban cho cụ Phó Du Xe sớm được về cùng nhau cánh phủ ngài trên nước thiên đàng. Về một lần gia đình thân quý chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và xin được đồng thời xin kính báo và xin trân trọng kính mời quý vị vào hồi 14 giờ thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2022, quý vị đã hỗ trợ thời gian đến tư gia để tiễn đưa cụ Du Xe lên thánh đường tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Rồi sau thánh lễ xin đưa cụ cứu cụ ra ngôi nhà biệt cuối cùng tại nghĩa trang giáo xứ Kẻ Sạn. Một lần nữa gia đình đã đến chúng tôi đồng cảm tạ và xin mời quý vị xin hết. Nhưng yêu chúng con cho
sự ra đi của ông Giuse chắc chắn đã để lại cho tăng quyến sự đau buồn. Xin Chúa nâng đỡ và bù đắp cho gia đình. Sinh thời ông đã đóng góp cho giáo hội và giáo xứ với chức vụ phó ban hành giáo với tinh thần hy sinh phục vụ. Xin Chúa đón nhận những đóng góp nhỏ mọn này và nhờ tình thương xót của Thiên Chúa, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, xin Ngài đón nhận linh hồn ông Phó Giuse về nước hằng sống. Kính xin gia đình hiểu ý với chúng tôi trong lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cứu rỗi linh hồn Du Xe. Xin mở sách trang 34. Muôn tiếng nghe em nào vọng thâu
diện hội Thánh Xe Bảo Trợ, chúng tôi đến đây để chia sẻ nỗi đau đớn và sự mất mát lớn lao mà gia đình quý vị đây đang phải gánh chịu. Vì sự ra đi của ông Phó Du Sen là người thân yêu của gia đình và là vị hội viên của hội Thánh Xe Bảo Trợ chúng tôi đây, chúng ta rất đau buồn trước sự ra đi của ông Phó Du Sen, nhưng chúng ta không mất niềm tin hy vọng, cậy trông vào tình yêu thương của Chúa đối với người tôn chung. Người con ngoan hiền của Chúa là ông Phó Du Sen. Chúng ta xin ký thác ông Phó Du Sen trong tay Chúa. Xin Ngài thanh tẩy mọi lỗi lầm còn vướng mắc và đón nhận ông Phó Du Sen và ước hằng sống của Ngài. Và cũng xin Chúa nâng đỡ cho tăng quyến chúng ta đang lúc gặp thử thách này cùng với tâm tình chia sẻ chiều mến. Chúng tôi có lễ vật phụng viên, xin tăng quyến nhận với lòng thành của chúng tôi và xin mời mọi người hiện diện nơi đây hiện ý chúng tôi trong giờ kinh nguyện này. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thân cầu là Chúa hãy thương.
qua lời vinh quy của Thánh Francisco đã khẳng định cho chúng ta một điều: chết chưa phải là hết, mà khi chết và biến đổi thân xác, từ bỏ cuộc sống tạm ở trần thế và về cùng với người cha là Thiên Chúa và trên trời. Sự ra đi của Phó Giuse chắc chắn sẽ để lại nhiều lòng thương bất mãn cho gia đình và cả quyến chúng tôi. Và ngày hôm nay, quý ơn quý vị đã tới tại thư gia để chia buồn phân yêu và đồng thời dâng lời cầu nguyện cho cụ Giuse. Với ý tưởng cao đẹp này, gia đình chúng tôi tin chắc rằng sẽ vơi đi được những ưu tư phiền muộn và đau phiền trong lúc mà cụ Giuse đã bỏ ra đi về cùng với Thiên Chúa. Và qua lời cầu nguyện của quý vị, gia đình chúng tôi cũng tin chắc rằng sẽ được Thiên Chúa nhận lời và tha các phần phạt tạm để đưa linh hồn cụ Giuse về với cùng nhà Thiên Chúa. Vậy là đây tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn và cảm quý vị, và xin Thiên Chúa trả công bồ đồ cho quý vị để quý vị có sức khỏe tiếp tục làm công đồ cầu nguyện cho các linh hồn. Và gia đình chúng tôi cũng xin trân trọng kính báo vào hồi 14 giờ ngày thứ hai 28 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một số nghi lễ, cũng đồng thời sau đó sẽ đưa linh cứu cụ Giuse lên thánh đường để tham dự thánh lễ, và cuối cùng sẽ đưa cụ đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của giáo xứ. Vậy tôi cũng xin đại diện cho gia đình xin kính báo và kính mời và thưa quý vị bất cứ thời giờ đến tham dự tất cả nghi thức và sẽ để cầu nguyện cho cụ Giuse. Gia đình chúng tôi lần nữa xin chân thành. Tôi là con một Đức Chúa Cha hùng hạnh.
Xin cha để chúng con sáng trước cám dỗ, những kiếp chúng con cho
trong thư thứ hai gửi cho nhân hữu Cô Tinh Tô rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, và điều chúng tôi thích hơn đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Quả vậy, một cuộc hành trình chẳng bao giờ tới đích nếu người lữ hành không can đảm lên đường. Một con sâu sẽ chẳng bao giờ thẳng bướng nếu nó không chịu đau đớn để lột xác, và con người ta cũng chẳng bao giờ về được với Thiên Chúa là đấng đèo nặng lên chúng ta nếu chúng ta không chấp nhận chết đi. Ở điểm này, Chúa Giêsu cũng đã từng dùng hình ảnh hạt lúa mì để mặc khải cho chúng ta. Xin được mời cộng đoàn cùng nghe lại lời mặc khải ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh danh Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa.
cảnh là của giáo xứ và nói bản thân yếu của đại sứ Thái Quân. Sự sống chúng thay đổi, chứ không mất đi. Qua cái chết của cụ phó Du Xe, chưa phải là hết. Đó là sự thay đổi, biến đổi thân xác, từ bỏ sống lại ở trần thế để về cùng với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Sự ra đi của cụ phó Du Xe chắc chắn sẽ để lại cho gia đình và cả nhân chúng tôi những đau thương mất mát. Và giờ đây toàn thể quý vị đã tới tại Vu Lan để thân ưu chi buồn và đồng thời dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho cụ phó Du Xe. Với tiết mục đặc biệt này, gia đình chúng tôi sẽ được vơi đi những yêu thương buồn phiền và những mất mát đau thương này. Và với những lời cầu nguyện của quý vị, gia đình tin chúng tôi tin chắc rằng sẽ được Thiên Chúa nhận lời và mau chóng đưa linh hồn của Du Xe về hưởng cô nhà thánh Chúa. Vậy giờ đây tôi xin đại diện cho gia đình và tăng quyến xin chân thành cảm ơn cho quý vị và cầu phúc xin Chúa ban nhiều ân sủng cho quý vị và cho quý vị có sự hỗ trợ về tâm đồ để giúp đỡ giáo xứ và làm cứu rỗi các linh hồn. Và gia đình chúng tôi cũng xin kính báo vào hồi 14 giờ ngày thứ hai 28 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một số những nghi thức để tận niệm cho cụ Du Xe và sau đó sẽ đưa cứu cụ Du Xe lên thánh đường để thăm thánh lễ cuối cùng, sau đó đưa cứu cụ Du Xe về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang của giáo xứ. Vậy gia đình chúng tôi cũng xin kính báo và kính mời toàn thể quý vị cố gắng tham dự tất cả những nghi thức và thành thánh lễ để cầu nguyện cho cụ Du Xe. Và đồng thời gia đình chúng tôi cũng xin cảm ơn và sự giúp đỡ của ba Caritas trong vấn đề mà đưa lên cứu cùng thánh đường cũng như là đưa lên cứu cùng là ngài nghĩa trang được để cho công tác được chung kết cùng được chọn ra là kết quả tốt nhất. Thì gia đình chúng tôi xin cảm ơn và ba Caritas và cũng như là chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Phó Du Xe là một trong cao niên của xóm Thánh Phát Tin Pháp Minh Du Xe, Chúa mới gọi về. Giờ đây quý cụ, quý ông bà trong xóm hiện diện tại nhà tang lễ, trước hết chúng tôi xin được đại diện cho quý cụ, quý ông bà trong xóm xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bà phó và gia đình. Khi còn chính quyền của phó luôn luôn đạo đạt những ý kiến và trông nom các công việc của xóm một cách hết sức là tích cực và tốt đẹp. Ngay cả khi cụ đau bệnh, những công việc của hàng xóm cụ cũng vẫn quan tâm và để cho hàng xóm có điều kiện thi hành những công việc của hàng xóm một cách hết sức tốt đẹp. Giờ đây Chúa đã gọi cụ về. Quý cụ, quý ông bà trong xóm trước hết là xin tri ân cụ và đồng thời xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và dâng những lời kinh nguyện xin tha lên Thiên Chúa để xin Chúa là đấng đầu lòng xót thương thương đến linh hồn cùng Du Xe và bớt đi thời gian thanh luyện, bởi vì con người mới 78 tuổi được làm con người và lại được làm con Chúa sống trong một giáo xứ hết sức là hòa thuận và yêu thương trong một xóm đạo đầy tình nghĩa hình làng nghĩa xóm. Xin Chúa thương bớt thời gian thanh luyện cho cụ để sớm đưa cụ về hưởng thánh nhan Chúa. Vậy giờ đây chúng tôi xin kính mời gia đình và cậu hoàng quý cụ trong thân bằng quyến thuộc cùng gặp với quý cụ ông bà trong xóm Mắc Tin để dâng lời cầu nguyện cho cụ phó Du Xe. Nhân dân cha và con và thân đoàn cầu xin Chúa Loại đề loại tội
xóm cũng có một thơ để được sử dụng tới là có gia đình như là phòng thờ Vũng Liêu. Và trong hôm nay đang làm tuần lễ đọc kinh cầu nguyện cho mỗi chú xe hàng xóm sẽ xin được khai mạc buổi đọc kinh, và chúng tôi cũng xin được lễ khai vào ngày khai mạc đọc kinh để cầu nguyện cho linh hồn của chú xe. Xin chân thành những lời thông tin chia buồn của chú xóm cũng như đã gửi đọc thư để mở cho cụ chú xe kính thưa quý cụ, quý chức, quý ông bà, anh chị em trong xóm nhà mình, sinh lão bệnh tử đó là quy luật chung mà Thiên Chúa đã an bài cho tất cả các loài thuộc đạo và không miễn trừ cho ai. Và ngày hôm nay, sau thời gian nằm ở trên giường bệnh, cụ phó Su Siêng đã được Thiên Chúa gọi về để chấm dứt cuộc hành trình ở nơi trần thế để về cùng với Thiên Chúa là Cha ở trên trời. Sự ra đi của cụ phó chắc chắn sẽ làm cho gia đình và cả như chúng tôi mất mát một sự to lớn cũng như là có sự đau thương trong vấn đề của phó Du Xe đã ra đi. Và giờ đây quý cụ cũng như toàn thể quý vị đã có mặt tại Kim Giang để thân yêu chia buồn cũng như dâng lời cầu nguyện cho cụ Du Xe. Gia đình chúng tôi tin chắc rằng sự hiện diện cũng như thân yêu của quý vị sẽ làm vơi đi những đau thương mất mát của gia đình chúng tôi, và sự hiện diện của quý vị đã dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện hát. Gia đình cũng tin chắc rằng sẽ được Thiên Chúa nhận lời và mau chóng đưa cụ phó Du Xe về hưởng công nhà Thánh Chúa. Vậy giờ đây tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn quý cô quý chức của quý vị trong xóm Martin, và gia đình chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo và tin báo vào hồi 14 giờ ngày thứ hai 28 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một số nghi thức để tận liệu và sau đó sẽ đưa di quan của đền thánh đường để tham dự thánh lễ cuối cùng. Vậy gia đình chúng tôi cũng xin trân trọng tin báo và kính mời và thỉnh quý vị chúng ta cố gắng mất chút thời gian tham dự các nghi thức cùng đi tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho cụ phó Du Xe. Cho nên một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thank you.
tin của Giuse, được Thiên Chúa gọi về. Tất cả anh chị đã tới để thông điệp chiêu mừng và dâng lời cầu nguyện cho tiểu phó Giuse. Với những từ cao đẹp này, chúng tôi tin chắc là sẽ được vơi đi những đau thương mất mát khi cụ phó được Chúa gọi về. Và với những lời kinh tiếng hát này, gia đình chúng tôi cũng tin chắc là sẽ được Thiên Chúa nhận lời và mong chóng đưa linh hồn của Cụ Giuse về với được nhà Thánh Chúa. Vậy ở đây tôi xin đại diện cho gia đình xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và xin phúc kính báo cho tất cả các anh chị vào hồi 14 giờ ngày thứ hai 28 tháng 11, gia đình chúng tôi có tổ chức một số nghi thức, sau đó sẽ đưa cứu cụ Giuse về thánh đường để thắp vị thánh lễ cuối đời, và sau đó sẽ đưa linh hồn của đưa cứu cụ Giuse an nghỉ tại nghĩa trang giáo xứ nhà. Vậy là thì chúng tôi cũng xin thông báo và kính mời và mời tất cả các anh chị cố gắng rút chút thời gian đến tham dự và cầu nguyện cho cụ Giuse. Và với lại thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Thay lời cho gia đình Tạ Quyến cũng xin chân thành cảm ơn quý vị
và cũng xin kính báo với quý vị là tang lễ có tổ chức nghi thức đưa tiễn ông Tu Xe đến nơi an nghỉ cuối cùng vào lúc 14 giờ ngày thứ hai lên thánh đường tham dự thánh lễ cuối cùng và tiễn đưa mến nghĩa trang giáo xứ tại nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa thay lời cho gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị. Với lại quý vị cũng có một cái phong bì làm hành trang cho ông Tu Xe và thay lời cho gia đình tang quyến xin chân thành cảm ơn quý vị. Chúng con đã hỏi thế xong. Chúng tôi là những chị em trong đội vô tiễn thuộc gia đình trưởng nữ trong tình liên đới với bà phó. Đến đây, trước hết xin được chia sẻ niềm đau thương mất mát với gia đình tăng quyền cách riêng với bà phó. Xin Chúa cha là giàu lòng thương xót thương đến linh hồn Giuse và tha mọi hình phạt để linh hồn Giuse sớm về hưởng công nhân chúng. Xin người lao vô giọt lệ nơi gia đình tăng quyến để nỗi buồn qua đi và giúp cho chúng ta thêm xuất sáng sơ đời cầu nguyện cho linh hồn của Giuse. Giờ đây xin mọi người cùng hợp với chị em chúng ta để chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn của Giuse. Chúng tôi với được Chúa gọi về, quý vị đã đến chia sẻ
niềm đau thương mất mát của gia đình và tăng quyến, và cũng cầu nguyện cho cụ Phó Du Xe để được sớm được tôn nhan Chúa trên nước hàng sống. Thay lời cho gia đình tăng quyến xin chân thành cảm ơn quý vị, và cũng xin Chúa trả công hồi hộp cho quý vị, và cũng xin kính báo cùng quý vị là tăng quyến có tổ chức nghi thức tiễn đưa cụ Phó Du Xe đến nơi an nghỉ cuối cùng vào lúc 12 giờ, vào lúc 14 giờ thứ hai. Tiễn đưa Phó Du Xe đến thánh đường để tham dự thánh lễ lần cuối, và sau đó cũng tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang giáo sư Mẹ Sài. Thay lời do gia đình tạm quyến xin chân thành cảm ơn quý vị và xin kính mời quý vị. Trời được bên hướng Đức Chúa Cha khác
Thank you.
máy nhé anh chị. Rồi ra ngoài. Nếu hạt lúa bị rơi xuống đất mà không thối đi thì
nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi thì nó sẽ nhiều ôn hạn. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phục sự ta, hãy theo ta, và ta ở đâu thì kẻ phục sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phục sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha. Lúc đó có đến từ trời phán: ta đã làm vinh danh ta, và ta còn làm vinh danh ta nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai dối được, bởi Chúa hằng có lòng này, cũng vì lời Chúa khen ngợi. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời ưa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, nhưng kẻ làm dân được Chúa trời đến ngày. Hãy cậy trông người cho liên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thầy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn du xe được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi. Chúng con sống mình kêu xin Chúa, cho linh hồn du xe đã qua đời. Xin Chúa chớ để linh hồn du xe phải tay ma quỷ, đừng quên linh hồn du xe đời đời. Một thiên thắng thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho linh hồn ấy khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết coi phải xuống lửa hoa ngục, được lên thiên đàng, vừa vô vui kẻ vô khổ. Vì không hiểu được Chúa Giêsu là Chúa chúng con. Chúng ta chúng con phải vinh cha ca sáng, nơi cha chỉ đến khi cha thể hiện giữa đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay được hàng ngày, và tha là chúng con vì chúng con cũng tha kẻ quả đạo chúng con. Xin cha để chúng con sợ trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Khi mở Maria đời ơn phúc, Chúa Trời ở cùng bà là có phúc lớn. Xin chớ chê chớ coi là chúng con nguyện cho quân gia đang thiếu thốn, đức đưa đồng chi nghiệp vinh sang la. Giêsu Maria Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn Giuse. Giêsu Maria Giuse, con kính yêu, xin cứu rỗi linh hồn.
sự thật mới, mất mát là chết được, không có gì có thể thay đổi lại được trong quá trình này. Quý vị, đã bị định nghĩ là tôi có cái thể hiện thế lực cao và đã mất chút thời gian đến gia đình của anh chúng tôi để phân tích chia buồn và để thôi cũng không đợi đâu được. 78 năm trên sân thế chắc chắn cũng không sao rồi tránh khỏi được những lỗi lầm thiếu sót cách làm cách khác đối với ông chú và đối với thanh niên. Xin chú ơi là bắt đầu bằng thương xót thương tha những mọi lỗi lầm đi vào sân và ban cho chủ phó chú xe sống được đầy đủ đi ngang thắng của ngài trên chỗ cái này và thay lời cho gia đình nhà mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và nhân đây chúng tôi cũng xin được kính báo và xin kính mời quý vị cũng có chút thời gian vào khoảng 14 giờ ngày thứ hai 28/11/2022 xin quý vị và các bạn có chút thời gian để trở lại với chúng tôi để kính thưa được phó chủ tịch thành đoàn để cái lễ mà tổ chức rồi sau khi lễ xin vừa lên ký danh người ông thầy cuối cùng tại nghĩa trang giáo sĩ Kẻ Sạn là một lần nữa thay lời gia đình chúng tôi gần nhà lại và xin mời là chúng mình sẽ kính thưa quý bà trong thân phận đồng bào được tên ông phó du xe chưa mất tuổi về Đức cha Giuse giám mục chính đoàn giáo phận Phúc Cường ngày hôm nay cũng có mặt tại nhà tăng lễ thứ nhất để ngài chia buồn với gia đình và tăng quyến cách thiên với bà phó, đồng thời là cũng dâng cùng với chúng tăng dâng những kinh nguyện để kéo lòng nối sắc thương những linh hồn ông phó Giuse. Vậy giờ đây chúng con xin nhường máy lại cho Đức cha. Tôi tin kính Đức Chúa Trời.
Đại trái tim
Linh Tự Thanh Tự Tịnh Rơ Thái Vinh Bà Maria. Cầu cho chúng con. Đại ông Thanh Hữu Xê là Bà Thanh Sản Tự Bà Maria trọn đời đồng sinh. Cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Là ở cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần và cũng là cho anh chị em. Amen. Trọng kính Đức Cha và toàn thể quý cha. Được tin của Giuse là người thân của gia đình chúng con đã được Thiên Chúa gọi về chấm dứt cuộc hành trình ở trần thế để về cùng với Thiên Chúa đã trả trên trời. Cho dù chúng con cũng biết rằng Đức Cha cũng như quý cha rất bận trong công tác phục vụ của giáo phận, nhưng mà vì tình thương, vì tình yêu đến, cũng như vì tin yêu các thánh phụng tổ, quý cha đã tới tại thiên đàng chúng con để dâng lên Thiên Chúa những lời kinh, tiếng hát, cũng như những lời thành kính phật yêu để an ủi chia sẻ với gia đình chúng con. Sự hiện diện của cha cũng như lời của quý cha đã làm vơi đi những đau thương mất mát của gia đình tạm biệt chúng con, và lời cầu nguyện của quý cha cũng như là đức cha đã chắc chắn sẽ được Thiên Chúa nhận lời và mau chóng đưa linh hồn phụ phó là người thân của gia đình chúng con được mau chóng về được công nhà Thiên Chúa. Và giờ đây con xin đại diện cho gia đình và tăng quyến xin chân thành cảm ơn đức cha cũng như toàn thể quý cha và đại diện gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn. Xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn.